Chào bạn, mình là food blogger Hương Chóe. Cuộc sống hiện đại thì kéo theo đó là hàng loạt những cái thực phẩm công nghiệp được ra đời để phục vụ cuộc sống một cách tiện lợi nhất. Cùng với đó thì chất lượng thực phẩm cũng không được đảm bảo và rất có hại cho sức khỏe. Chính vì thế mà nhu cầu ăn uống lành mạnh và để đảm bảo sức khỏe của mọi người thì ngày càng được tăng lên, đặc biệt là nhu cầu xây dựng một chế độ ăn để thanh lọc cơ thể cũng như là giảm cân của chị em phụ nữ thì hết sức cần thiết. Eat clean là một chế độ ăn mà có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu trên của mọi người. Và ở trong khóa học này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn chế độ ăn eat clean thế nào cho hiệu quả này, rồi cách xây dựng thực đơn eat clean cho bản thân cũng như là cho gia đình mình, hay như là cách cách tính định lượng với khẩu phần ăn hàng ngày, cũng như là hướng dẫn các món ăn chế biến theo chế độ eat clean làm thế nào để phù hợp với cả thể trạng của người Việt cũng như là khẩu vị của người Việt mình. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.